ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ việc một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón tại trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang khoanh vùng hiện trường chiếc xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 phục vụ cho công tác điều tra. Theo báo cáo của Công an thành phố Thái Bình, hồi 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Trong đó có bé TGH, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư. 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng cháu H đã tử vong. Tầm khoảng hơn 5 rưỡi, gần 6 giờ kém, anh ra anh đón con anh thì anh thấy hai cô giáo đang cậy cửa, thế anh ấy hỏi là quên học sinh ở trên à em, thế cô giáo bảo vâng, anh ra phụ hộ em, thì là anh dùng sức anh đẩy cửa ra thì cô giáo lên bế một cháu bé xuống, thì anh nhìn qua thì là bế xuống thì thấy các cô mới cả các giáo viên trong trường chạy ra thôi, còn lúc ấy thì anh cũng không biết tình hình thế nào nữa. Anh dùng hai tay bẩy với chân đạp ở dưới ra thì được một khe nhỏ, thì cô giáo lách vào trong là cô bế cái đứa bé ra. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân cho biết mẹ cháu H đi lao động ở nước ngoài, cháu hiện ở với bà ngoại. Trước vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29 tháng 5.